Ok, xin chào cả nhà Thì mình lại tiếp tục với cái chuỗi series về nhận định thị trường hàng tuần đúng không ạ? Thì Mình sẽ nhận định ngắn về cái thị trường của tuần này để cho mọi người có một cái view cho tuần sau Thì tuần này thực ra nó là một cái tuần mà mà tương đối là khó đoán và tương đối là gọi là mix tức là các cái ở các cái thị trường thì nó tương đối là là có cái có cái vận động ngược chiều nhau và từ và tương đối là khó đoán thì mình sẽ tóm tắt lại một số cái diễn biến trong tuần vừa rồi để mọi người hình dung nhất là ở cái thị trường đầu tiên là ở thị trường chứng khoán Việt Nam đúng không ạ chúng ta thấy là tuần vừa rồi thì là một cái tuần mà tương đối là là xấu cho cái thị trường chung khi chúng ta thấy là ví dụ chỉ số men chẳng hạn thì nó vẫn đang tiếp tục ở trong cái xu hướng giảm đúng không ạ xu hướng giảm trên khung D1 và trong tuần vừa qua thì nó có một nhịp phục hồi nhẹ vào thời điểm giữa tuần nhưng sau đó thì vào cuối tuần thì gần như là giá tiếp tục giảm và xóa đi toàn bộ cái cái nhịp tăng của thời điểm giữa tuần sau cái thông tin mà liên quan đến um, tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2022 và nó là một tin tức tương đối xấu cho cái nhóm ngành ngân hàng và nó là cái nhóm mà nó chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong vn30 và index. do đó thì nó khiến cho chỉ số tiếp tục có một cái cái phiên giảm điểm mạnh đặc biệt là vào thứ sáu vừa rồi đúng không ạ và nó cùng củ, nó củng cố cho cái quan điểm là xu hướng giảm sẽ còn sẽ còn tiếp diễn cho đến ít nhất là uh, đến khi mà giá uh, tiếp tiệm cận hai cái vùng hỗ trợ tiếp theo, đó là cái vùng ở uh, uh, vùng ở đây đó là vùng 1013.37 và có thể đến cái đáy sâu hơn. Đó là đáy 985 đúng không ạ? Thì đấy là cái nhận định của uh, diễn biến của Vindex hay là VN30 cũng thế đúng không ạ? đều đều tương đối là là tiêu cực và đều hướng tới hai cái ngưỡng hỗ trợ. Ở đây là 998 chấm 1 và đây nó là ở 987 đúng không ạ? À, à không, thấp hơn nữa. Đúng không? 987 thì đây là hai cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo mà thị trường có thể hướng tới. Uhm, tuy nhiên thì thì vào thời điểm cuối tuần thì vừa rồi nó xuất hiện một cái tin tức mình nghĩ là nó sẽ có tác động tương đối mạnh đến tuần sau, nên là tin tức về việc đó là uh, chính phủ ban hành quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp uh, cụ thể là cái nghị định 08 đúng không ạ? Thì nó sẽ có một số thông tin tương đối là là tích cực đặc biệt cho ngành bất động sản và ngành ngân hàng thứ nhất là có thể thanh toán cái gốc và lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác tức là nếu như không có tiền trả và được trái chủ đồng ý thì có thể thanh toán bằng các cái tài sản khác như bất động sản vân vân cái này thì mình nghĩ là nhắm tới nhắm tới chủ yếu là ngành bất động sản thôi thứ hai là có thể kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa là 2 năm và thứ ba là hiện tại thì sẽ bỏ cái quy định xác định nhà đầu tư uh, chứng khoán chuyên nghiệp tức là nhà đầu tư uh, có cái nắp đúng không cái cái giá trị đầu tư trên 2 tỷ thì cái đó nếu mà nó ban hành ra thì sẽ rất nhiều nhà đầu tư là không đủ điều kiện thì bây giờ đã tạm ngừng cái đó đến hết năm 2023 thì mình nghĩ là ba cái thông tin này đâu đó nó sẽ là một thông tin tương đối tích cực cho thời điểm hiện tại đối với nhóm ngành đặc biệt là bất động sản và ngân hàng nên mình nghĩ là có thể có thể phiên đầu tuần ngày mai sẽ có một nhịp tăng tương đối của của VN30 cũng như VN Index thì chúng ta vẫn có thể tận dụng cái đó để làm một cái cái cơ hội để sell sell relani, đúng không ạ tận dụng những cái nhịp hồi Uh, tích cực trong ngắn hạn để mình để mình xem bởi vì cái bức tranh chung thì nó chưa có gì là sáng sủa cả thì đấy là cái nhận định về VNX, thị trường Việt Nam tuy nhiên thì trong tuần vừa rồi thì thị trường quốc tế nó có một số cái cái biến động tương đối là trái chiều cái trái chiều đầu tiên đó là cái các cái chỉ số kinh tế mà nó được công bố trong cái tuần vừa rồi thì nó lại mang những cái màu sắc khác nhau tức là chúng ta có thể thấy là trong tuần vừa rồi thì nó nó công bố một số cái cái chỉ tiêu kinh tế mình đợi mình một chút. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là nó có một số cái cái chỉ tiêu kinh tế mà nó tương đối là là trái chiều nhau. Ví dụ như là trong tuần vừa rồi thì có một cái gọi là chỉ số niềm tin người tiêu dùng thì nó thấp hơn tương đối so so với kỳ vọng. Nó phản ánh cái cái sự bi quan của người tiêu dùng về cái viễn cảnh kinh tế trong tương lai khi mà chỉ số này giảm rất sâu so với dự đoán, tức là dự đoán là 108.5 nhưng mà nó chỉ số thật chỉ có 102.9 thứ hai là cái chỉ số về PMI của ngành ngành sản xuất của Mỹ thì cũng thấp hơn so với kỳ vọng đó là 47.9 thì bây giờ còn 47.7 tức là vẫn ở mức thấp và ở dưới 50 thì nó phản ánh cái việc đó là là cái triển vọng sản xuất của Mỹ về cơ bản là, là vẫn đang xấu đúng không ạ Tuy nhiên thì lại cái chỉ số PMI của khối dịch vụ là khối mà đóng góp rất lớn vào tỷ trọng GDP thì lại lại tăng vượt kỳ vọng và và nằm trên ngưỡng 50 đúng không? đạt Do đó nên là các cái dữ liệu kinh tế trong tuần vừa rồi của Mỹ thì nó tương đối hỗn loạn và nó chưa cho một cái view gì cụ thể cả. Và có thể là thị trường sẽ phải phải chờ đợi vào dữ liệu quan trọng nhất trong cái tháng 3 tới đó là dữ liệu về về việc làm đúng không ạ? Việc làm phi phi nông nghiệp sẽ ra vào thứ sáu tuần của tuần sau. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng mà mọi người cần quan tâm vào ngày mùng 10 tháng 3 tới vào cuối cuối tuần sau. Do đó nên là các cái thị trường thì nó có một sự biến động tương đối hỗn loạn ví dụ trong trong khi thị trường trong nước của chúng ta thì giảm mạnh thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy là có cái biến động rất mạnh của thị trường quốc tế khi mà chúng ta thấy là ví dụ chỉ số S&P 500 thì có một cái hai phiên cuối tuần bật tăng rất mạnh bật tăng rất mạnh và ở đâu đó thì nó cho chúng ta thấy là bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi cái cái xu hướng giảm ngắn hạn đúng không ạ mặc dù cái chỉ số RSI thì nó chưa thực sự vượt qua cái trendline giảm đâu và giá cũng vậy tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là đâu đó thì chúng ta thấy là có thể đây là một cái dấu hiệu cho cái việc là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh giảm đà đà của giá bắt đầu tăng trở lại đúng không ạ hay là chỉ đô, đô la index thì cũng có một cái cái nhịp giảm điểm hoặc là trứng lại cái đà tăng trong trong tuần vừa rồi và cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chúng ta cũng thấy là có một cái nhịp có một cái phiên giảm sau khi mà tiếp cận cái ngưỡng ở trên 4% thì cũng đã bắt đầu điều có một phiên điều chỉnh giảm có một tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn đâu đây thì đâu đó đây là một cái tín hiệu tích cực ngắn hạn cho cho cái thị trường quốc tế và không biết là nó có lan tỏa đến thị trường Việt Nam ngay tuần sau không hay là nó có độ trễ thì chúng ta sẽ phải chờ cái action của phiên ngày mai để chúng ta biết tuy nhiên thì ở chiều ngược lại chúng ta thấy là một số thị trường thì ví dụ như thị trường crypto đặc biệt là đồng bitcoin thì lại có một cái tuần tương đối xấu và sụt giảm tương đối mạnh thì đây là một cái sự khác biệt mà trước đây nó không xảy ra tức là hầu hết là các cái thị trường rủi ro như là coi cổ phiếu thì thời gian ở đây nó chạy thường chạy đồng pha nhau nhưng mà trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là chúng nó chạy ngược pha nhau và đây là một cái chúng ta cần phải quan tâm đúng không? thì có lẽ là vì thị trường nó đang trong giai đoạn là chờ đợi một cái thông tin lớn và cũng là đang trong giai đoạn mà mà chuyển tiếp giữa một giữa việc là tiếp tục xuống giảm hay là có một tín hiệu đảo chiều do đó nên là cái diễn biến của tuần sau và đặc biệt là dữ liệu non farm của tuần sau nó rất là là quan trọng đúng không ạ cái đó mọi người cần lưu ý tuy nhiên thì nói về chiến lược chủ đạo ở thị trường Việt Nam thì nó vẫn là chiến lược sọt phái sinh ít nhất là mình sẽ canh những cái nhịp hồi tốt để mình chọn tín hiệu sọt tất nhiên nếu mà nó giật ngược lên và nó phá qua cái ngưỡng 1040 thì nó sẽ đảo ngược cái quan điểm sọt của mình và mình sẽ không action theo hướng đó nữa đúng không ạ thì đấy là cái kịch bản mà mình, mình dự báo tất nhiên mình vẫn thiên về kịch bản sọt nhiều hơn và quan trọng nhất là vẫn phải chờ đợi cái cái dữ liệu con số của tuần sau và xem cái cách thị trường phản ứng với cái thông tin vừa rồi liên quan đến đến sửa đổi nghị định công ạ ok thì đấy là một số cái view cho tuần sau và chúc mọi người là có một tuần giao dịch hiệu quả và và tìm kiếm được nhiều cái cơ hội tốt cho tuần sau vâng, xin cảm ơn